Kansas City'ye hallelujah gibi. Yonki on the beat. Alright.
Hands up Zini, em phần xem mình quay, are you ready? Cánh tay của anh em đâu hết xưa nhỏ. Listen to the music, share music and be flow, you know. Siêu lăng together, 3, 2, 1. Everybody,
Yeah. Một lần nữa hot club hôm nay được chào đón tất cả quý vị và các anh chị tại đêm nay. Yeah. Cùng nhau bước lên những nấc thang cảm xúc tại hot club đêm nay trong bầu trời âm nhạc của DJ John G. Hot Club xin được chúc tất cả quý vị và các anh chị yêu mến chúng ta buổi tối vui vẻ cùng Hot Club nha. Mọi người ơi, here we go. Đêm nay giơ tay cao, tim lao đao bay lâu bị sao. Bóng tối khoát ra tận lối, anh đâu bị ta bay lên trời trời tối. Close your eyes and free your mind.
nay em đến, ta cùng nhau say sưa bước trên đường tình. Nắm tay nhau vui mừng và rộn vàng tiếng cười, dìu nhau đi với những chiếc hôn đầu tiên. Tỏ hơn anh em ơi. Ta mong chờ lại một nơi em đến, ta cùng nhau say sưa bước trên đường về. Nước mắt rơi biết giờ chỉ là xa vời, lòng chưa sơ thấy tiếc nuối những ngày qua. Biết tìm đâu. Nhớ cả hai tay lên luôn đấy. Chào đón hai nghệ sĩ Đức Thịnh và Thu Trang. Ngay lúc này thì chúng tôi xin được trình diễn một phần rất là dễ thương mang tên là Màn Tỏ Tình Cho Em. You've given me
that you're not the only one. You better stop before you tear me all apart. You better stop before you go and break my heart. Oh, you better stop. Time after time I've tried to walk away. Không biết là đã có anh em nào tỏ tình với bạn gái trên chiếc ghế như này chưa? Vỗ tay đấy anh em ơi!
Vâng, kính thưa tất cả quý vị, lãng mạn, khát khao và bỏng cháy, đó là tất cả những gì chúng ta vừa được nghe và được thấy trong phần trình diễn của hai nghệ sĩ Đức Thịnh và Thu Trang. Và đó cũng chính là ngôn ngữ mở màn trong chương trình Một Đam Mê Bất Tận của chúng tôi ngày hôm nay. Đó là những câu chuyện được chúng tôi kể bằng âm nhạc và những tiết mục nghệ thuật. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng bước lên những nấc thang tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay của Một Đam Mê Bất Tận và chào đón DJ Bóng Trời. Hãy cùng nhau khởi động sự sôi động của tất cả chúng ta đêm nay nào. Giơ tay lên nào, vỗ tay trên cao. Here we go. Giơ tay lên nào, vỗ tay trên cao. Mọi người gây ấn với ơi. Không gian đêm nay là ồn ào, âm nhạc đêm nay là cao trào. Anh em bên kia là đồng bào, đẩy không khí lên cao lên. Hey, hey, lên nào, lên nào. Everybody, máu đó lên nào. Lên cao lên đi. I love you. Trong bây giờ không thích yêu rapper, không nghe nhạc in no. Em không thích thể thiệt, em chỉ có hứng vợ. Bạn bỏ chưa đồng ý thôi. Dương dương tay và cùng nhau du hành bầu trời nhau trong buổi tối ngày hôm nay cùng với Hot Claw. Ladies and gentlemen, bước chân trong tiếng nghe, are you ready? Chúng ta có thể nhìn thấy nhau được không anh em ơi? Hey mọi người ơi, hô lên chú ơi, cả nhà mình ơi, ăn chơi nào, let's go people, hai tay giơ lên kéo lại một hai ba lên.
Let's go people, let me see your hand. Are you ready?
si esa mujer fuera para mí. Perdóname, te lo tenía que decir. Está dura, 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 dura. Que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien. Está dura, mamacita, te fuiste de nivel. Dura, mira cómo brilla tu piel. Está dura, dímelo, dímelo, ¿cómo es que está dura? Yo te doy un 20 de 10. Está dura, dura, dura. Tú eres la máquina, la máquina de baile. Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, caile. Ese perfume se siente en el aire. Algo como Argentina, tú me traes los Buenos Aires. Está poderosa, media escandalosa. Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa. Si fuera un delito eso de que estás hermosa, te arresto en mi cama y te pongo las esposas. Tienes el toque, toque, toque. Miren el material, edición especial. Tienes el toque, toque, toque. Perdóname, te lo tenía que decir. Más, 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 masivo, más, más.
hãy cứ cùng chúng tôi nuôi dưỡng, theo đuổi và thực hiện một ước mơ khát khao, đam mê bất tận. Chào đón quý vị và anh chị chúng ta đã đến với Hát Club trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì MC Cam Long rất vinh dự được cùng với đội ngũ chương trình tham gia, thực hiện và được đứng trên sân khấu để dẫn chương trình Một Đam Mê Bất Tận của Hát Club trong buổi tối ngày hôm nay. Lần đầu tiên thì Cam Long xin được vinh dự thay mặt đến toàn thể cán bộ công nhân viên của Hát Club dành đến toàn thể quý vị những lời chào đón nồng nhiệt, những lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, sung túc và ngập tràn những niềm vui. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, trước khi chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý do vì sao tên gọi chương trình ngày hôm nay kỷ niệm Hát Club tròn sinh nhật 4 tuổi với một cái tên là Một Đam Mê Bất Tận, thì cho phép Cam Long xin được nhắc lại phần trình diễn vừa rồi rất tuyệt vời. Đối với nhiều vị khách quen thuộc đã đến với Hát Club thì vừa rồi chúng ta thấy những gương mặt thân quen đã xuất hiện trên sân khấu của Hát Club, nhưng đã mang lại một phần trình diễn hết sức mới, hết sức tuyệt vời, tràn đầy cảm xúc. Đó chính là những gì mà đội nghệ sĩ của chúng tôi đã dày công luyện tập trong những ngày qua, xem như một món quà dâng lên Hát Club. Và có lẽ nào chúng ta lại không dành cho họ một tràng vỗ tay. Và xin được bật mí với quý vị, đó là những công sức luyện tập từ đội ngũ vũ công trong vũ đoàn Hát Club, một món quà dành tặng đến sinh nhật của câu lạc bộ. Còn ngay bây giờ, chúng ta sẽ lại chứng kiến một món quà vô cùng đặc biệt nữa. Món quà đó đến từ những con người tưởng chừng như họ rất khô khan trong nghệ thuật. Đó là những con người làm trong đội ngũ cơ khí và kỹ thuật của chúng tôi. Họ cũng đã biên đạo và dạn dựng lên một tiết mục để dành tặng đến câu lạc bộ ngày hôm nay. Chúng ta đã hào hứng sẵn sàng chứng kiến tiết mục này chưa? Hãy giơ cho con thấy cánh tay đồng tình của mọi người nào. Và chúng ta chào đón tiết mục của tổ kỹ thuật Hát Lớp. Ladies and gentlemen, số 4, một con số nhiều người không thích thú. Trong triết học duy vật, hay thuật phong thủy, hay tư duy tâm linh, không ai muốn chạm đến con số này. Nhưng với chúng tôi, những con người hàng ngày hăng say lao động nghệ thuật, mong muốn đem lại những giá trị tốt hơn tới những giác quan của bạn, thì con số nào trong góc nhìn nghệ thuật cũng là con số đẹp. Vậy thì ngày hôm nay, trong khoảnh khắc đầy cảm xúc này, kỷ niệm 4 năm ngày Hát Club chính thức ra mắt công chúng, cả một chặng đường với biết bao thăng trầm cùng những lúc tưởng chừng như vô cùng yếu đuối vì đại dịch Covid-19, chúng tôi vẫn vững vàng, hiên ngang và luôn sẵn sàng mang đến cho các bạn tất cả những gì chúng tôi có thể. Mỏi trong suy nghĩ, không dám ngừng nghỉ trong sáng tạo, luôn cầu toàn về chất lượng âm thanh, ánh sáng, chất lượng dịch vụ và tương tác cộng đồng. Hát Club ngày hôm nay đã dám nói lên sự tự hào khi trở thành một phần tất yếu trong ngành giải trí, được tín nhiệm và bị chọn bởi những khách hàng dù khó tính nhất cũng đã thực sự cảm thấy hài lòng với Hát Club hôm nay. Wow.
không dám ngừng nghỉ trong sáng tạo, luôn cầu toàn về chất lượng âm thanh, ánh sáng, chất lượng dịch vụ và tương tác cộng đồng. Hát Lắp ngày hôm nay đã dám nói lên sự tự hào khi trở thành một phần tất yếu trong ngành dịch vụ giải trí. Một lần nữa hân hạnh chào đón sự diện tuyệt vời của toàn thể các anh chị em trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, quý vị chúng ta cảm thấy thế nào ạ? Một phần trình diễn từ những anh em bộ phận kỹ thuật và cơ khí. Tuy rằng cuộc sống hàng ngày của họ rất khô khan, cuộc sống của họ ngoài những công việc luôn luôn chăm lo cho những thiết bị của Hát Lắp luôn được đảm bảo về yếu tố kỹ thuật để chạy theo đúng từng phút, từng giây, mang lại những cảm xúc tuyệt vời theo những bài nhạc giúp quý vị thăng hoa hơn nhiều. Và ngày hôm nay, khi họ đã dàn dựng một tiết mục đưa chiếc bánh sinh nhật này xuống đây, có nghĩa là khoảnh khắc sinh nhật Hát Lắp của chúng ta bắt đầu! Và kính thưa quý vị, ngay lúc này, thì trước khi bước vào phần chúc mừng sinh nhật đến Hát Lắp cùng toàn thể quý vị, tôi xin phép được mời ban quản lý, đội nghệ sĩ, anh em DJ và các bạn vũ công, chúng ta hãy cùng bước ra sân khấu. Lâu nay chúng ta luôn luôn tương tác và phục vụ khách hàng, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chào nhau trên sân khấu này, dành cho nhau những tình cảm trong buổi tối sinh nhật của Hát Lắp. Và trước khi chương trình bắt đầu thì tôi xin phép được thay mặt toàn thể nhân viên của Hát Lắp dành những lời cảm ơn, tri ân tuyệt vời đến toàn thể quý vị. Và đặc biệt xin được cảm ơn đến hãng rượu Chi Vát và nhà phân phối Bình Minh. Xin được cảm ơn hãng loa đẳng cấp Martin Audio London cùng nhà đại diện tại Việt Nam là anh Đức đến từ thành phố Hồ Chí Minh và anh Mừng làm đại lý tại Hạ Long. Và chúng tôi xin được cảm ơn những vị khách hàng yêu quý và thân thiết của Hát Lắp trong suốt thời gian qua. Đó là anh Tú Mừng, anh Tam Mao, anh Hoàng Anh, anh Tùng Cá, anh Minh Kim, anh Thời, anh Giang, anh Sơn Kỳ, anh Bảo, chị Hạnh, chị Thủy Cần, Thủy Cận, anh Trường, chị Linh và cô Hoàn Vinh. Xin cảm ơn rất nhiều! Và cũng xin được cảm ơn đến toàn thể anh chị em khách quý và gia đình chúng ta đã hội tụ đêm nay. Và ngay bây giờ lời cảm ơn đặc biệt nhất, kính thưa quý vị, chắc chắn là một lời cảm ơn đặc biệt nhất. Đó là lời cảm ơn từ toàn thể tập thể cán bộ công nhân viên công ty và khối Hát Lắp. Chúng em xin được dành lời cảm ơn đặc biệt đến anh Hồng. Chúc mừng sức khỏe của anh vừa hồi phục sau một ca mổ ngàn cân treo sợi tóc. Và ngày hôm nay, anh đã trở lại với Hát Lắp để thắp lên một đam mê bất tận. Chính là khao khát của anh Hồng mang lại những thứ tốt nhất trong vũ trường và giải trí. Thật là tuyệt vời. Và bây giờ thì chúng ta đã sẵn sàng khoảnh khắc sinh nhật cùng Hát Lắp chưa? Xin được mời tất cả những vị khách yêu quý chúng ta, những anh chị đang đứng ở trên VIP. Trên VIP xin mời cả nhà chúng ta có thể đứng dậy được không ạ? Hãy đứng dậy hòa chung hoành khắc sinh nhật của Hát Lắp xin mời. Và chúng ta hãy bật đèn lên ạ. Xin mời những chiếc đèn flash điện thoại của các anh chị em nào. Bật đèn lên nào, thắp sáng một đêm lung linh cho sinh nhật Hát Lắp mọi người ơi. Điện thoại đâu, đẹp quá, giơ cao nữa lên nào. Và bây giờ MC sẽ cùng hô chúc mừng sinh nhật. Và mọi người sẽ nói là Hát Lắp được không ạ? Sẵn sàng chưa? Chúc mừng sinh nhật. Cũng khỏe đấy nhưng mà chưa được khỏe lắm. Mạnh mẽ hơn nữa được không mọi người ơi? Chúc mừng sinh nhật! Happy birthday, happy birthday. Xin mời những cái đèn đu đưa nè. Một lần nữa, chúng tôi xin được cảm ơn đến toàn thể quý vị khách quý, đến những con người thân thiết đã cùng gắn bó với Hát Lắp trong suốt thời gian qua và những vị khách mới trong buổi tối ngày hôm nay trong kỳ nghỉ và du lịch của mình.
Chúc quý vị một kỳ nghỉ tuyệt vời. Những lời chúc tình cảm sâu sắc từ Hát Lăng dành đến tất cả chúng ta. Xin mời giơ cao điện thoại để lên nhỉ. Hát vang lên nào. Giơ hai tay lên luôn đi mọi người ơi. Cánh tay các bạn đâu rồi? Giơ tay cao lên nào. Vỗ tay trên cao nào anh em ơi. Hey hey. Giơ tay cao. Hey. Giơ tay lên nào. Vỗ tay trên cao nào. Xin được mời ngay chị em bên cạnh nhau, chúng ta hãy cùng nhau khoác vai nhau nào. Hãy khoác vai nhau dành cho những nữ ngon thật là tình cảm trong buổi tối ngày hôm nay. Một lần nữa Hát Club dành những lời chúc sức khỏe, những lời chúc hạnh phúc, sung túc và an vui đến toàn thể anh chị em nhé. Cùng nhau hát vang một lần nữa được không mọi người ơi? On this day all together we'll be, and we'll all sing for your birthday. One, two, three, we blow up the candles. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. And happy birthday, happy birthday to you. Một lần nữa chúng ta sôi động lên anh em ơi. Xin mời nâng ly rượu của mình lên ạ. Happy birthday, happy birthday to you. Mọi người ơi! Và chúng ta có thể cùng nhau hô vang rô được không ạ? 1, 2, 3! 2, 3! 2, 3! Và bây giờ là chúc mừng sinh nhật! Lại nào khỏe nữa lên nào! Chúc mừng sinh nhật! Yeah! Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta cùng nhau bước vào chương trình xổ số may mắn của Hát Club đêm nay với giải thưởng